Trước giờ bị chuyển sang cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực, nghệ sĩ Lê Bình vẫn đủ sức lớn tiếng dọa nạt để bảo vệ con gái 20 tuổi. Hành động lo lắng che chở cho con gái đã 20 tuổi của nghệ sĩ Lê Bình, dù đôi chân hoàn toàn mất cảm giác và sức khỏe suy kiệt, khiến người đồng nghiệp chứng kiến rơi nước mắt. Bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình tiếp tục có những chuyển biến xấu. Mới đây, ông đã phải chuyển sang phòng hồi sức tích cực để cấp cứu. Trước đó, ông bị xuất huyết dạ dày và đôi chân đã hoàn toàn mất cảm giác. Thế nhưng hình ảnh mà một đạo diễn chứng kiến trước khi vào thăm nghệ sĩ Lê Bình đã khiến người hâm mộ phải rơi nước mắt. Theo đó, dù sức khỏe đã suy kiệt vì ung thư phổi di căn khắp cơ thể, nghệ sĩ Lê Bình vẫn đủ sức la mắng, dọa chàng thanh niên được thuê vào viện chăm sóc ông, lý do chỉ vì ông lo cho con gái khi chàng trai đến gần. Việc người cha xòe cánh che chở cho con lúc sức cùng lực kiệt, dù con đã 20 tuổi khiến người đồng nghiệp chứng kiến phải rơi nước mắt. Đêm xuống, khuôn viện bệnh viện thật im ắng, đâu đó tiếng ho khó khẽ của các bệnh nhân. Tôi lững bước theo dọc hành lang bước đến phòng của chú, nghe tiếng la vang trước cửa phòng, tôi chắc chắn đó là tiếng của chú, vì cái giọng rất đặc biệt của chú, tiếng chú. Mày tránh xa con gái tao ra, mày cứ sát sát vô con gái tao đập mày chết. Tôi nghe vậy liền mở cửa bước vô trông coi có chuyện gì không. Mở cửa bước vào, tôi thấy cậu giúp việc nhìn chú mỉm cười, cười vì cái tình của người cha, giống như con gà trống muốn bảo vệ đứa con của mình. Tôi nhìn cậu thanh niên, rồi cũng nhìn xuống chú, tôi phát hiện ra một điều, đôi chân của chú hình như không còn hoạt động được nữa. Lúc đó tôi sợ người lại, nước mắt của tôi sao rơi nhanh đến thế. Cậu giúp việc cũng lủi thủi đi làm việc của mình. Tôi ngồi xuống quan sát đứa con gái đang xoa bóp người cho chú. Cô hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, nói chung là hết khuôn mặt rồi thỏ thẻ nói vào tay chú. Ba ơi, kiên cường lên nha, chỉ cần sống vì con là đủ, không cần vì ai cả. Con yêu ba hứa với con nha ba. Chú nhìn con gái mình đầy yêu thương, khẽ gật đầu, vị đạo diễn chia sẻ. Hiện tại, nhiều đồng nghiệp vẫn đang túc trực trước cửa phòng hồi sức tích cực để trông ngóng tin tức về sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình. MC vượt lên chính mình ngạn ngào kể về thời nghèo khó, làm giữ xe 200 đồng một chiếc. MC Quyền Linh lại có những phút yếu lòng ngạn ngào khi nhắc về quá khứ nghèo khổ của mình cùng anh ba Ngọc Sơn. MC Quyền Linh cùng anh ba Ngọc Sơn cùng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nghèo khó nhưng cũng thấm đậm tình người. Chắc hẳn bất cứ người nào khi nhắc tới MC Quyền Linh đều nghĩ ngay đến hình ảnh một anh MC hai lúa chất phác, thật thà, đúng với bản chất của con người miền Tây Nam Bộ. MC Quyền Linh được đông đảo khán giả từ già đến trẻ đều dành tình yêu thương đặc biệt cho anh. Trong tập 5 của chương trình Ca sĩ Bí ẩn, bên cạnh những giây phút vui nhộn khán giả vẫn thường thấy, MC Quyền Linh lại có những phút yếu lòng nghẹn ngào khi nhắc về quá khứ nghèo khổ của mình cùng anh ba Ngọc Sơn. Trong phần thể hiện của một thí sinh với ca khúc nổi tiếng Lòng Mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn, bất cứ ai cũng khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng khi giai điệu vừa cất lên. Nhưng đối với MC Quyền Linh, người đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống lại mang thêm cho mình một cảm xúc rất khác. MC Quyền Linh cùng anh ba Ngọc Sơn bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nghèo khó nhưng cũng thấm đậm tình người. MC Quyền Linh kể lại thời trẻ chơi chung và rất hâm mộ giọng hát của anh ba Ngọc Sơn. Ở mỗi xuất diễn anh ba, Quyền Linh đều ráng dành dụm để mua cho được một bông hồng lên tặng. Nhớ có lần cầm bông đi đến 3 ngày mà Ngọc Sơn vẫn chưa được hát vì hồi đó Ngọc Sơn chỉ hát lót. Cho đến lúc bông hồng khô đi rất nổ xuống, anh ba Ngọc Sơn mới được lên hát. Khó tránh khỏi xúc động, Quyền Linh vẫn nhớ rõ. Lúc anh ba vừa hát xong, tất cả mọi người đều khóc, thậm chí Quyền Linh phải gắn nụ hoa đã rụng lên để tiến lên sân khấu tặng cho bạn của mình. Việt Hương cũng tiếp câu chuyện xúc động giữa tình bạn hai người, anh đáng kính. Cô cho biết, thời xưa khổ cực, MC Quyền Linh từng có thời đi giữ xe nhiều năm liền ở nhà hát Hòa Bình, chỉ với mức 200 đồng một chiếc xe đạp, khiến tất cả mọi người có mặt tại trường quay đều xúc động. Khi nổi tiếng, MC Quyền Linh xây dựng hình ảnh MC quốc dân, luôn song hành trong các chương trình về nghèo khó. Với sự nỗ lực không ngừng của mình, cả hai người bạn Ngọc Sơn Quyền Linh giờ đây đã trở thành một trong những người nghệ sĩ luôn được khán giả mến mộ bởi tài năng và sự cống hiến không ngừng mệt mỏi. Vợ Thánh Nần Nguyễn Hữu Linh viết tâm thư gửi đến cộng đồng mạng, sự chịu đựng chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Vợ ông Nguyễn Hữu Linh đã viết bức tâm thư gửi đến cộng đồng mạng mong muốn dừng sự việc tại đây. Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã chính thức vào cuộc làm rõ sự việc. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, gia đình của ông Nguyễn Hữu Linh cũng nhận hậu quả nặng nề không kém khi liên tục bị ném đá trên các diễn đàn xã hội. Nhà của là ông Linh ở Đà Nẵng cũng bị cư dân mạng ném chất bẩn, chụp ảnh khiến công an Đà Nẵng phải vào cuộc can thiệp. Trước sức ép của dư luận, mới đây vợ ông Nguyễn Hữu Linh đã viết bức tâm thư khá dài với nội dung mong muốn kết thúc sớm câu chuyện. Kính gửi các bạn quan tâm đến vụ án ông Nguyễn Hữu Linh. Tôi Trần Thị Thanh Tân, vợ ông Nguyễn Hữu Linh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Đã 25 ngày trôi qua, đó là khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Khi gửi lá thư này, tôi và con tôi tạm rời nơi chúng tôi đang sinh sống một thời gian. Những ngày qua tôi và các con đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến ngày hôm nay tôi phải thừa nhận rằng tôi và các con tôi đã không chịu nổi sức ép từ các bạn, từ dư luận và xã hội. Cũng như tất cả mọi người, tôi nhận thức rằng hành động của chồng tôi là không đúng. Chúng tôi xin lỗi và chịu trách nhiệm trước những sai lầm. Và tôi cũng tin tưởng đến quá trình điều tra khách quan của cơ quan điều tra công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Là một người vợ, người mẹ, tôi thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này. Nhưng con tôi, các cháu không có tội. Sự việc lần này, nó như bản án chung thân đối với gia đình chúng tôi. Nó sẽ là một ký ức đau buồn mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Trong những ngày qua, rất nhiều người đã đến bôi sơn, ném chất bẩn, chụp ảnh, đưa hình ngôi nhà chúng tôi, con cái chúng tôi lên mạng xã hội. Các bạn đã biến chúng tôi từ những người có nhà nhưng không dám về, không dám bước ra đường vì cảm giác sợ hãi luôn hiện ra trước mắt. Cuộc sống mẹ con tôi như bị đảo lộn, tinh thần chúng tôi bị tổn thương kinh khủng. Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Các bạn không nên có những hành vi gây tổn thương cho bản thân tôi và các con tôi. Sự chịu đựng của chúng tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân mình. Lời cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian qua đã có những biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn cho gia đình chúng tôi. Bức tâm thư của vợ ông Nguyễn Hữu Linh gửi cộng đồng mạng. Trong lúc chờ kết quả từ cơ quan điều tra, nhà riêng của ông Nguyễn Hữu Linh bị cư dân mạng vẽ bậy lên cổng, ném chất bẩn vào nhà, khiến cuộc sống vợ của ông bị đảo lộn nghiêm trọng. Thậm chí con cháu của ông có nhà nhưng không dám về, ra đường sợ bị ánh mắt dè bỉu của hàng xóm xung quanh. Xuyết xoa trước bộ ảnh kỷ niệm 11 năm ngày cưới lãng mạn của vợ chồng Ốc Thanh Vân ở Hàn. Dù đã là bà mẹ ba con, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn giữ được nét thanh xuân rạng ngời cùng vóc dáng vạn người mê. Cả hai cùng chọn trang phục cưới của 11 năm trước để chụp hình trong lần này, càng khiến mọi thứ trở nên ấn tượng và cảm xúc hơn bao giờ hết. Sau 11 năm kết hôn, vợ chồng Ốc Thanh Vân chí rùa lên kế hoạch chụp hình kỷ niệm cưới. Thực tế, đôi uyên ương đã có ý định này cách đây 2 năm. Tuy nhiên, lúc đó, nữ diễn viên Mai Phương, bạn thân của Ốc Thanh Vân lâm bệnh nặng, nên nữ MC phải tạm gác lại ý định này để chăm lo cho bạn mình. Khi sức khỏe của bạn thân ổn định hơn, cặp vợ chồng mới có thể sắp xếp công việc, dành thời gian sang Hàn Quốc chụp hình vào tháng 4 mùa hoa anh đào, một trong những mùa đẹp nhất tại Hàn Quốc. Bộ ảnh chụp tại những địa điểm nổi tiếng tại Seoul với những hàng cây hoa anh đào nở rực rỡ và làng cổ cùng bối cảnh là những ngôi nhà cổ kính đậm phong cách Hàn. Trước đó, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân cũng đã hào hứng chia sẻ hậu trường của bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới. Trong bộ ảnh này, cô dâu chú rể còn mặc lại váy cưới mà họ đã cùng khoác tay nhau vào lễ đường vào 11 năm trước để thực hiện bộ ảnh. Chính điều này đã khiến nhiều người hâm mộ vô cùng phấn khích và muốn xem trọn vẹn mọi khung ảnh. Bao nhiêu đây, con người với cả núi thiết bị lết qua Hàn Quốc để chụp hình, quay MV cho Ốc Rùa Nè. Đây là đồ cưới ngày xưa của tụi mình đó, ảnh hoàn chỉnh sẽ khoe sau nha. Năm con người này lê lết mọi ngóc ngách, leo lên leo xuống các con dốc dầm mưa chịu lạnh, tập trung lực tối đa để chăm sóc cho vợ chồng mình. Không chỉ là quay và chụp còn tung váy, xách đồ, dặm mặt, tết tóc, nấu canh không nề hà gì cả. Một món quà quý sau nhiều năm chung sống, 11 năm kể từ ngày kết hôn, bao nhiêu vất vả thăng trầm để lại dư vị hôm nay là niềm vui và sự mãn nguyện. Vì vậy trong những hình ảnh, những đoạn phim chỉ có nụ cười mà thôi, nhưng vật chính chia sẻ. Dù đã là bà mẹ ba con nhưng Ốc Thanh Vân vẫn giữ được nét thanh xuân rạng ngời cùng vóc dáng vạn người mê. Ốc Thanh Vân và ông xã Chí Rùa đã có hơn một thập kỷ chung sống cùng nhau. Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới như những kỷ niệm đẹp nhất mà cả hai đã từng trải qua cùng nhau trong suốt thời gian qua. Có thể nói dù đã bên nhau rất lâu nhưng họ vẫn dành cho nhau những biểu cảm ngọt ngào như thời mới yêu. Cưới nhau 11 năm, vợ chồng Ốc Thanh Vân sở hữu khối tài sản khủng đến mức nào? Dù hai vợ chồng nữ diễn viên sở hữu kinh tế khá ổn định, nhưng họ vẫn giữ lối sống bình dân hiếm khoe khoang.
ít ai biết rằng Ốc Thanh Vân là một trong số những diễn viên hiếm hoi trong showbiz Việt không sử dụng hàng hiệu đắt đỏ. Nhắc đến Ốc Thanh Vân, nhiều khán giả không chỉ nghĩ đến cô thông qua các vai diễn, mà họ còn ấn tượng bởi chuyện tình đẹp giữa nữ diễn viên và ông xã Chí Rùa. Theo đó, cả hai đã từng hẹn hò từ thời còn là học sinh và đi đến kết hôn. Tính đến hiện tại, cặp đôi này đã có hơn 18 năm gắn bó bên nhau. Sau 11 năm chung sống, cả hai đã có ba thiên thần nhí chào đời và giúp cho tổ ấm của họ thêm trọn vẹn. Ngoài ra, vợ chồng nữ diễn viên cũng sở hữu được khối tài sản khá hoành tráng. Dẫu vậy, không phải là những chiếc đầm thiết kế cầu kỳ, hàng hiệu đắt đỏ, phụ kiện xa xỉ như bao mỹ nhân khác, mà đó là một căn biệt thự mới sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên lấy tên con gái Linh Đan để đặt tên cho nơi ở của gia đình. Cận cảnh căn biệt thự có cả vườn tược Ốc Thanh Vân, cô và chồng cũng mất khá nhiều thời gian để xây dựng một không gian sống bắt mắt như thế này. Nơi ở mới của cả gia đình có đủ các không gian, ngoài các phòng cơ bản thì còn có sân vườn, phòng tập yoga, phục vụ đầy đủ các nhu cầu của từng thành viên, nhờ đó mà Ốc Thanh Vân và Chí Rùa có cơ hội mời được những người thân đến ăn uống vui chơi. Dù Ốc Thanh Vân là một MC nổi tiếng chạy show khắp nơi, Chí Rùa có cơ sở kinh doanh ăn uống riêng, nhưng hai vợ chồng lại sống khá bình dân. Thay vì dùng tiền chơi hàng hiệu xa xỉ, thì họ lại sử dụng vào các chuyến du lịch của gia đình, đến các bữa tiệc sinh nhật của con, cũng được làm khá giản dị. Đưa ba nhóc tì cùng đi xa là một điều khá khó khăn, nhưng cả hai vợ chồng đã cùng các con đi khắp nơi, đến tận đất nước xa xôi như Mỹ, họ cũng đã đặt chân tới. Cô từng chia sẻ nhiều lần rằng mình không có nhu cầu khoe khoang hàng hiệu như mọi người, mà hạnh phúc nhất của nữ diễn viên là những giây phút bên cạnh người thân thương. Tổ ấm của Ốc Thanh Vân là một trong những hình mẫu mà nhiều người mong muốn được học hỏi. Cả hai vợ chồng gắn bó với nhau 18 năm nhưng vẫn giữ lửa hạnh phúc. Nữ diễn viên bận rộn công việc nhưng vẫn là một người mẹ, người bạn thân bên ba thiên thần nhí của mình.